Cuộc tranh luận xoay quanh việc tồn tại của trường chuyên đang gây nghi ngờ trong một số người. Như một cựu học sinh trường chuyên, tôi đã trải qua cảm xúc hai chiều, được ca ngợi vì vượt qua đối thủ để vào trường chuyên và bị đặt câu hỏi về sự áp lực học tập và thiếu thời gian sống đúng tuổi. Tuy nhiên, từ góc nhìn cá nhân và trải nghiệm của mình, tôi không thấy những lời đồn về trường chuyên là đúng. Tranh luận xoay quanh trường chuyên mở ra một vấn đề quan trọng hơn, đó là sự công bằng hoặc bất công của chế độ nhân tài. Chế độ nhân tài kết hợp từ merit, tài năng, và glossy, quyền lực. Có ý nghĩa là quyền lực thuộc về những người có tài năng. Việc trao quyền lực cho những người có trí tuệ hơn là truyền thống xã hội coi trọng. So với sự ưu tiên hậu duệ, quan hệ và tiền tài, chúng tôi tin rằng trí tuệ là giá trị cao nhất và đáng được coi trọng hơn rất nhiều. Các dấu vết đầu tiên của chế độ nhân tài xuất hiện trong tác phẩm Cộng hòa của Plato, mô tả một quốc gia lý tưởng với triết gia là người đứng đầu. Theo Plato, mỗi cá nhân chỉ nên làm một công việc phù hợp với khả năng của họ và chỉ một nhóm nhỏ triết gia mới có thể làm lãnh đạo. Chế độ khoa cử Trung Hoa cũng đặt nền móng cho chế độ nhân tài. Trong thời kỳ Ngụy Tấn, họ áp dụng chế độ cửu phẩm trung chính chế, chỉ chọn quan lại dựa trên sự tiến cử và con cái của gia đình danh môn được chọn cho các vị trí quan trọng. Trong thời nhà Tùy, Tùy Văn Đế đã hủy bỏ chế độ này và thiết lập chế độ khoa cử để tìm kiếm những người có tài. Chế độ nhân tài được cho là khắc phục khiếm khuyết của chế độ đẳng cấp, nhưng liệu nó có thể thực sự sửa chữa hết vấn đề của chế độ đẳng cấp? Tác phẩm The Rise of the Meritocracy của nhà xã hội học Michael Dunlop năm 1958 đã tạo ra thuật ngữ chế độ nhân tài và mô tả một xã hội tương lai ở Anh, nơi quyền lực thuộc về tầng lớp trí thức. Ông loại bỏ hoàn toàn các tầng lớp dựa trên dòng máu và thiết lập một lý tưởng mà rất ít người có thể phản đối. Tuy nhiên, như người ta thường nói, không có gì là hoàn hảo. Xã hội dường như đã thay đổi cách tính điểm công bằng hơn trong cuộc đua của cuộc sống, nhưng bản chất của nó vẫn không khác mấy. Cuộc sống vẫn được coi như một đường đua với việc trao huy chương cho người chạy nhanh nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng mà nó bỏ qua là sự bất công khi con của người quản lý trường đua có nhiều cơ hội và điều kiện để luyện tập hơn những người khác. Triết gia chính trị Michael Sandel đã đưa ra lý luận về tính chuyên chế của chế độ nhân tài trong một tác phẩm mới được phát hành tại Việt Nam. Ông trình bày câu chuyện về một cậu thiếu niên Trung Quốc bán thận để mua iPhone và iPad mới. Ông nhận thấy rằng việc này khiến người giàu có kéo dài tuổi thọ hơn người nghèo, tạo ra sự bất công xã hội. Mặc dù một số sinh viên cho rằng đó là quyết định tự nguyện, nhưng một số khác cho rằng nó chỉ tăng cường sự bất công. Cuối cùng, việc xác định ai xứng đáng sống lâu hơn còn phụ thuộc vào thành tựu và tài năng của mỗi người. Chúng ta được khuyến khích làm chủ đời sống của mình, tự chịu trách nhiệm và không đổ lỗi. Chúng ta tin rằng thành công là kết quả của nỗ lực và tài năng của chính bản thân. Tuy nhiên, suy nghĩ tích cực này đồng thời tạo ra sự phán xét đối với những người thất bại và nghèo khổ, cho rằng họ không đủ nỗ lực. Điều này dẫn đến sự chấp nhận rằng sự nghèo khổ là đúng và không còn gì để tranh cãi. Bill Gates được cho là đã nói, nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, đó mới là lỗi của bạn. Mặc dù không có nguồn đáng tin cậy, điều này đặt ra câu hỏi về sự tự chịu trách nhiệm và bất công trong cuộc sống. Xã hội có thể không công bằng, nhưng sự bất công trong xã hội dựa trên thành quả và tài năng được coi là công bằng hơn. Tuy nhiên, chúng ta đã từng nghĩ rằng những người sinh ra trong gia đình giàu có, được hưởng lợi từ giáo dục tiên tiến và có điều kiện tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển tài năng và khai thác tiềm năng của mình. Thậm chí, trong một xã hội như vậy, nghèo trở thành một tội lỗi. Người nghèo không chỉ gặp khó khăn vì hoàn cảnh gia đình mà còn bị xem thường và coi thường. Trong khi đó, giàu được coi là tài giỏi, chăm chỉ, công bằng và đúng đắn. Tuy nhiên, người giàu trong xã hội này cũng có thể mất đi lòng nhân ái đối với những người yếu thế. Trường chuyên gây ra sự sùng bái và kỳ thị dựa trên tâm lý của chế độ nhân tài. Một số người có điều kiện được hưởng lợi bởi chế độ nhân tài tán thưởng trường chuyên, trong khi những người không đáp ứng được điều kiện đó phản đối nó. Cả hai tâm lý này đều xuất phát từ quan niệm cuộc sống như một cuộc đua, trong đó mọi người muốn thành công và không muốn thất bại. Một bên coi trường chuyên là biểu tượng chiến thắng, trong khi một bên coi nó là biểu tượng thất bại trong cuộc sống bên ngoài trường chuyên. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ đơn thuần là một cuộc đua, mỗi người có hướng đi riêng và cuộc sống có nhiều khía cạnh khác nhau. Ngay cả khi cuộc sống là một cuộc đua, thất bại không nhất thiết là trái ngược với thành công. Truyện ngắn của Haruki Murakami đã nhắc nhở rằng trong cuộc sống, thất bại luôn nhiều hơn thắng lợi. Trí khôn thực sự của con người phát triển từ việc làm thế nào để sống một cuộc sống ý nghĩa, thay vì chỉ tập trung vào việc chiến thắng trong cuộc đua.